Kính chào quý khán giả của VMA. Và chương trình hôm nay cũng là chương trình những ký ức trong đời, nhưng mà anh Anthony Kim là phải những ký ức trong nghề chứ không có đời nữa, tại vì cái đời của anh còn chẳng có gì để nói. Rất may là chúng tôi phải bắt anh thêm một show nữa trước khi anh rời nước Úc mà trở về Canada, phải không? Dạ. Thành ra hôm nay chúng ta gặp lại Anthony Kim qua những cái ký ức mà anh đã trải qua trong đời. Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn anh Nguyễn Thức Phương, anh Nguyễn Việt Túy, chị Nam Hương cũng như tất cả quý vị trong đài VMA đã có nhà ý mời Anthony Kim đến đây để tâm sự với tất cả quý vị. Và đây là cái show thứ tư trong vòng 2 tháng vừa qua mà Anthony Kim được hân hạnh được đài mời. Và ngay là chúc mùa Tết nữa. Kính thưa quý vị, mình vẫn còn trong tháng Giêng là tháng ăn chơi. Và đây là lần đầu tiên Anthony Kim được qua bên Úc ăn Tết. Vừa ăn Tết xong với cộng đồng của người Việt cũng như các sắc tộc tại Adelaide, bây giờ qua đây lại trúng ngay cái mùa Tết vẫn còn tại Sydney này. Được ăn những món ngon thuần túy Việt Nam, rồi được ăn bánh chưng với lại anh Nguyễn Tức Phương, anh Nguyễn Vi Túy, chị Mẫn, rồi được ăn trái trà là nữa nè, rất là tốt, may mắn, và bánh mứt đầy hết, rồi hoa mai, hoa đào, hoa cúc tưng bừng khắp ngõ hết. Thì anh thì rất là hạnh phúc, xin được tái ngộ tất cả quý vị trên đài VMA cũng như là anh Nguyễn Tức Phương ngày hôm nay. Tức là nãy giờ tháng Giêng là tháng ăn chơi. Dạ. Yeah. Nhưng mà Anthony Kim vừa mới nói chỉ có ăn Tết, ăn mứt, ăn bánh chưng, ăn, nhưng mà chưa thấy nói chuyện chơi. Thì mình cũng vừa làm vừa chơi như tất cả quý vị. Kỳ này mình trở lại với Úc Châu sau 2 tháng là mình chủ yếu làm MC cho hai chương trình. Thứ nhất là chương trình lễ hội quốc tế Asia Oasis tại Adelaide, ngay một cái bãi biển rất là đẹp, Glenelg, một bãi biển đẹp ngay cái phố cổ mà từ cái thời năm 1836 rồi. Và là vào một cái show tại Sydney, nhưng mà giống như cái show trước thì mình nói rằng là không có cái duyên với cái show Sydney này, cho nên mình ở lại 4 ngày để làm MC cho ở bên Adelaide, và thay vào đó là sẽ là hai show truyền hình của VMA. Mới đầu thực sự mình qua đây có đúng một ngày thôi thì rất là khó có hai show liên tục như vậy, mà ngày hôm nay thì Anthony Kim bỏ đi hết, không có xuống city, không có xuống opera house, không có đi thăm chùa chiền hay là gì hết, để ở đây tâm sự với tất cả quý vị, bởi vì Anthony Kim nghĩ đây là cái dịp để mình mang lại niềm vui cho tất cả mọi người nhân dịp Tết vẫn còn đó anh. Có một cái điểm này, hồi nãy Anthony Kim vừa mới nói cái chuyện mà cái show ở Sydney thì không có duyên. Dạ. Yeah. Thì không làm được, tức là mình không có xuất hiện trong cái show đó. Dạ. Yeah. Đúng không? Dạ. Yeah. Như vậy thì cái duyên đó nó hơi lắc léo chỗ này. Tại yeah. vì cái tánh tôi thì nó cũng hơi... Okay, yeah. Anh cứ hỏi cho trả lời thôi. Thường thường cái duyên là nó nằm ở cái chỗ phía bên nào mà mình bị đứt duyên, tức là mình không thể xuất hiện trong show đó, hay là cái show đó không có mình vì họ thế nào đó. Hai chuyện khác nhau à? Dạ vâng. Tức là anh bỏ show hay là người ta cancel cái show? Dạ vâng. Thì hiện tại thì mình vẫn đang chờ bên ban tổ chức có những câu giải thích với mình là như thế nào. Còn em nói khéo với tất cả mọi người là em chưa bao giờ tự động bỏ show hoặc là tự động cắt một cái cầu nối như vậy. Bởi vì em đã từng nói với lại anh Vi Túy là dù Anthony Kim được mời show lớn hay show nhỏ, dù là được diễn tại parking lot ngay cái chỗ bãi đầu xe hay là ở ngoài một bãi cỏ đồng trống không, hoặc là tại ngay cái máy đình làng biển, hoặc là đến những cái đại hí viện, những cái sân vận động em đã từng đứng qua, thì đều là một cái sự hân hạnh cho em. Huống gì chỉ đây là một cái hội chữ Tết rất là lớn bậc nhất của Úc Châu và toàn thế giới. Cho nên là không có lý do gì là mình không có tôn trọng cái công việc làm của tất cả mọi người. Và vì có nhiều điều khó nói ở đây thì ban tổ chức nói rằng là sẽ trả lời em sau cái hội chợ Tết. Họ đã vừa thành công trong ngày hôm qua, mới hôm qua là vừa thành công xong, thì mình cũng xin chúc mừng ban tổ chức, và mình đang chờ đợi những cái câu trả lời của họ, rồi mình Anthony Kim sẽ có một cái livestream riêng cho mình để cho mọi người, tại vì hiện tại có rất nhiều người vẫn còn thắc mắc là như vậy.
nói tại sao như vậy như vậy. Và cái lý do mà anh Thi Chim đăng lên cái Facebook á là cái chuyến bay từ ở Adelaide về đây đã bị cancel và không được kiếm được chuyến mới đó. Thì họ nói là cái lý do đó không có thuyết phục. Đó thì em chỉ nói ở đây là cũng xin lỗi tất cả quý vị, tại vì mình không có muốn làm rối thêm cái chuyện mà người ta tổ chức hội chợ Tết là cả một cái công trình rất là vĩ đại. Mình không có muốn làm rối thêm và muốn người ta hiểu lầm thêm. Thì mình thông cảm là trong nội bộ có cái gì đó khó nói, thì khó nói thì cũng phải nói. Dạ, thì mình đang chờ những cái câu nói đó. Thì họ nói là thêm tuần thì ok không sao. Rồi khi mà mình có cái câu nói riêng của mình đó thì mình sẽ tâm sự cho cô quý vị. Thật sự ra Nguyễn Tất Phương thì các mình cũng không biết gì hết. Thì tình cờ thì mình nói như vậy thì anh mới hỏi thì em trả lời thôi. Thì mình chẳng có ngại ngùng gì hết. Mình sống ngay thẳng, ôm như lương thiện đạo đức thì mình chẳng có gì mình phải sợ hết. Chừng nào mình phỉ báng, mình dựng chuyện này kia nọ thì đồng mới ngại thôi. Dạ. Như vậy thì với câu trả lời của anh Tony Chim thì chúng ta đã thấy là không những riêng cá nhân chúng tôi mà tất cả quý khán giả đang xem thì chúng ta cứ hãy chờ, tại vì theo như anh Tony Chim nói là trong một tuần họ sẽ trả lời, và lúc đó anh Tony Chim phải cho chúng ta biết là vì sao không có mặt trong chương trình hội chợ Tết vừa qua. Dạ. Mà anh Tất Phương, không có chuyện này là không phải lần đầu tiên xảy ra với em. Nó cũng xảy ra một đôi lần rồi, nhưng mà lần cuối cùng là xảy ra vào năm 2017 tại một thành phố ở tỉnh bang của em luôn. Là họ mời em cả làm MC cho cả show sáng và show tối. Tức là cái hội chợ Tết của họ là tổ chức từ sáng đến tối. Buổi sáng thì là văn nghệ, buổi tối thì là dạ vũ. Thì khi mà em chỉ còn có 2 ngày trước khi lên sân khấu thôi, thì họ đã làm poster có mặt em rồi. Ai cũng biết em sẽ chuẩn bị tới đó để làm rồi. Thì họ nói là em bị cancel show sáng, chỉ làm show buổi tối thôi. Cái hỏi lý do làm sao họ không nói. Cái họ không nói. Thì lúc đó em rất là cứng cựa, em nói ok không sao, vậy thì buổi sáng tôi cũng sẽ đến ở đó. Và nếu mà khán giả hỏi tôi tại sao tôi không lên sân khấu, và tôi nói exactly là ban tổ chức không cho lên sân khấu, bởi vì phải trả lời với tất cả các khán giả của tôi. Đó, họ sợ quá họ phải cho lên thôi, chứ sao bây giờ. Cái miệng tôi dữ quá mà ai dám. Lúc đó thì mình cũng còn trẻ hơn bây giờ, mình cũng hiếu thắng này kia nọ. Thì lần này mình cũng chẳng muốn chơi cho hồi đó. Người ta không có muốn mình thì mình lên làm cái gì. Đó, ví dụ như vậy. Thì nhưng sau đó thì mới phát hiện ra là buổi sáng á, là có 2 MC địa phương muốn làm MC, nhưng mà họ ngại đứng chung sân khấu với em. Đó, tại ông Anthony Chim là MC quốc tế, ông rần quá. Lên rồi sợ họ không có cái khả năng để mà bắt kịp em như vậy. Kính thưa những MC giống như vậy, nếu mà quý vị chưa đủ cái mà can đảm hoặc đủ tự tin để là MC với tất cả những MC khác thì quý vị đừng là MC. Lúc mà em làm mới ra cái nghề MC mấy chục năm trước, em đã từng đứng chung sân khấu với anh Nam Lộc, anh Việt Thảo. Em vẫn rất là tự tin, không có chuyện gì hết. Tự tin chứ không phải tự kêu nha. Và nhờ làm như vậy em học hỏi rất là nhiều từ những MC khác. Không có lý do gì mà kêu người ta cancel để cho mình được làm MC mà để cho mình được tỏa sáng như vậy. Cái sự tỏa sáng như vậy thì hoàn toàn là không hề có cái sự tỏa sáng. Cho nên trong cái kỳ này em không phải là cái trường hợp như vậy. Em không có nghĩ rằng là đến từ những MC mà họ muốn như vậy. Tại vì em biết là giờ chót họ có mời một số MC trám chỗ vô, là hoàn toàn họ không có biết là cái chuyện xảy ra như vậy. Và thứ nhất. Thứ nhì, khi mà là MC đó thì chúng ta phải tôn trọng cái bạn diễn của mình. Đập chén cơm manh áo người khác á là một cái tội rất là lớn. Em làm show professional, cái show đó em có cát xê, còn họ là đòi á làm á là free, là miễn phí, người ta nghe hay quá mà tiết kiệm được vài 300 mà. Em lấy đâu có nhiều đâu, trong những cái show mà cộng đồng thì em lấy là chỉ lấy tiền máy bay hay khách sạn này kia tượng trưng thôi, chứ em có lấy mà 3-4 ngàn một show giống như là những cái show mà professional khác thì làm sao họ trả nổi. Đó, thì em cảm thấy rất là tiếc cho ban tổ chức và tiếc cho 2 MC đó. Có những cái ý nghĩ mà nó tiêu cực như vậy. Cứ làm chung 3 người đi có gì đâu. Mỗi người về giới thiệu một tiết mục, mỗi người vui vẻ như vậy đâu có chuyện gì. Rồi là cái chuyện nó cũng xong. Rốt cuộc em lên làm và họ không xuất hiện luôn. Em là một mình và buổi tối là một mình. Mà em làm thật là xuất sắc như tỷ nữ trong cái show đó luôn. Đến nỗi những người khác nữa là cái show này rất là may mắn là có Mr. Chim làm cho MC. Rất là sôi động. Và hai em phải là tự mình làm khen, mình chỉ lặp lại những lời khen của người ta thôi. Thì em cảm thấy rằng là rất là may mắn. Và tổ chức cũng nghĩ là như vậy.
Rồi sau đó thì mình cũng là cạn duyên với ban tổ chức khác. Thì em nói rằng thôi chúng ta đã cạn duyên rồi, đã nhận một lần như vậy rồi, em không muốn bị cancel lần thứ hai nữa. Tại vì ngay cả trong cuộc đời của em là 30 MC rồi, không có người này mời thì cũng khác người khác mời. Và anh thấy là trên Facebook của em là show chậu đầy hết, không là mình khoe hay là mình tự cao tự kiêu gì hết, là cái sự thật mình phải nói với mọi người. Mình không thể đặt mình vào cái vị trí là mình nhận lời họ lần thứ hai và họ sẽ cancel mình nữa. Và em đã từng bị một ban tổ chức khác cancel em hai lần trong một lúc. Năm trước á mời, xong rồi đùng một cái là thôi sorry nha, vì lý do đặc biệt ABCD là anh không có lên, anh không làm MC được, mời em làm special guest đến đó kia nọ. Em cũng ngây thơ em lại em làm special guest, em cũng quay phim quay ảnh này kia xong. Năm sau mời em trở lại nữa, đùng một cái, đúng một hôm trước thôi là đùng cái, ô anh Thay Chim ơi, tụi này không đủ khả năng cát xe để trả cho anh, mà vé thì bán gần hết, mà cát xe nó có cái gì đâu, em có lấy cái gì đó. Mà may mà trời thương, cũng trong một ngày đó em lại kiếm được một cái show quốc tế khác trả em 10 lần, gấp 10 lần cái số cát xe họ có thể trả cho em. Anh thấy đúng là trời thương không? Mà đâu phải lúc nào cũng trời thương như vậy. Đôi khi mình bị mất cái show là mất cả một cái tuần lễ lương đó. Mà kỳ này thì em qua bên đây cũng chẳng có nhận ai một cái gì hết, cho nên cũng không có lý do là vì em nhận cát xe cao mà em cạn duyên. Đó, em nói khéo là như vậy. Cho nên là em đang chờ những cái lý do rất là chính đáng để em học hỏi, là để coi mình sẽ làm như thế nào để được mời làm MC cho một cái sự kiện như vậy. Nói khi dù nó tại chắc ổng nó dở thì chắc chắn là không rồi, tại vì họ từng thấy em làm qua, và những nhân vật đó từng em làm qua mà em làm rất là được. Ok, và nói rằng em không cùng chung chí hướng lý tưởng, sorry nha. Quý vị biết rõ tôi là đồng hành quý vị đi xuống đường biểu tình này kia, la hét sùm ổm tội hết, và sự tranh đấu của mình là có vậy là như thế nào. Và đừng có nói rằng là tại vì tôi chơi với những người mà họ không thích rồi lý do đó là tại tôi không được thì là nó quá trẻ con. Cho nên em rất muốn học hỏi là họ sẽ cho em cái lý do gì. Cái vấn đề đó cũng không phải là riêng là mình, tại vì trong một cái chương trình đó, nó không hẳn là vấn đề ca sê, mà nó còn vấn đề nặng nhất là vấn đề uy tín của một tổ chức. Dạ vâng. Khi mà mình thà là mình không mời, mà mình mời mà, hoặc là nếu mà mình thay đổi ý thì nên thay đổi ý ở những lúc sớm, chứ không để mà với lý do chính đáng. Chứ dù sớm cỡ nào mà lý do không chính đáng thì là coi như là cũng không xong. Mặc dù là lúc đó có buồn đó, nhưng mà tối thiểu giống như anh nói đúng là em còn có thời gian để em nhận show khác. Kỳ này rất là may mắn là em vẫn còn ở lại với Adelaide làm 2 ngày kế tiếp, và thật sự đúng là trời thương nha. 2 cái ngày đó là một trong 2 ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời của em. Đứng giữa cái ánh hoàng hôn, giống như em nói anh Phi Túy ấy nè, giới thiệu như vậy rồi hồ em rất là thích làm MC trong ánh hoàng hôn, rồi mọi người làm múa may quay cuồng, trời ơi mấy chục ngàn người đứng là vỗ cổ vũ này kia nọ, trời ơi hạnh phúc vô cùng luôn. Rồi diễn xong bắt đầu là khán giả cho thức ăn thức uống, rồi mấy vendors mấy gian hàng ẩm thực á lại tặng thức ăn cho MC này kia, cho em mang về cả một đống thức ăn luôn, ăn không có hết. Phải nói rằng là họ rất là thương, rất là cảm động trong giây phút đó. Cho nên họ rất là thương. Trong cái rủi cũng có cái may một lần nữa đó anh. Kỳ này là giống là tổ nghiệp đỡ á. Chứ thực sự nếu không là rồi qua đây không có cái gì, rồi sao đây? Chẳng lẽ em qua đây 2-3 ngày gặp anh Đức Phương có này để ăn bánh uống, mì. Để ăn bánh mì. Để uống nước mía rồi làm cái chương trình này, là 10 cái chương trình với anh cho nó qua ngày qua tháng hả anh? Bây giờ nó như thế này. Nói thiệt ra là cái tánh tôi cũng hay tò mò, mà tôi nghĩ chắc cũng sẽ có một số khán giả. Họ tò mò ở cái chỗ rằng là nãy giờ mình nói chuyện cũng chưa đâu ra đâu hết. Với lại là mình cũng chẳng nói thật sự, mình cũng chẳng nói thẳng chứ gì ra được hết. Mình phải nói mé mé tại vì họ cần cái thời gian trả lời mình. Và khi họ trả lời xong thì em sẽ nói thẳng ra hết. Tại vì có nhiều người nói á, thôi bỏ qua đi, bỏ qua đi, bỏ qua đi. Nếu thật sự chỉ là giữa một người A, một nhóm A với A thì chim thôi, thì em sẽ bỏ qua. Nhưng ai sẽ bỏ qua những cái giá trị mà em đang tranh đấu là tự do, dân chủ và nhân quyền, và những cái uy tín của cả một cái cộng đồng, thì ai sẽ bỏ qua? Rồi khi mà đối xử với em như vậy rồi, họ đối xử với người khác như vậy, thì có uy tín nằm ở đâu? Cho nên không phải là em làm lớn, em làm nhỏ, thật sự là em có mất mát cái gì? Thật sự em không mất mát tiền thì em còn có nhiều hơn đó mà. Tại vì là em còn được ban tổ chức kia cho cát xê, còn nếu em làm không cho cát xê gì đâu. Em còn có nhiều kỷ niệm rất là đẹp, có thể là không thể diễn ra tại đây trong mỗi khung cảnh như vậy. Khoan nè, cái vấn đề nằm không phải là bây giờ, ok, Anthony Kim nói là đồng ý chúng ta phải chờ xem họ trả lời như thế nào.
Nhưng mà cái thắc mắc cũng như cái muốn biết, chúng tôi thiệt sự phải nói dùng cái chữ là rất muốn biết, là họ chưa trả lời cái lý do, nhưng mà muốn cho Anthony Kim, muốn Anthony Kim trả lời với lại khán giả rằng là chuyện gì đã xảy ra. Còn cái lý do tại sao nó xảy ra thì mình chưa bàn tới. Nhưng mà ít nhất Anthony Kim nên cho quý khán giả biết rằng là Anthony Kim đã nhận được những cái... Nói chung là nó tóm lại em được nhận lời mời qua đây là MC cho cái chương trình hội chợ Tết vào ngày, thì em sẽ có thể làm 15-16 ở bên Adelaide và qua đây thì làm ngày 17-18 cho cộng đồng và tất cả đã go through rồi, ok? Và họ rất là kỹ là đại diện của ban tổ chức á, là phải thông qua ban tổ chức và phải trả lời với em, thì đại diện ban tổ chức đó là cô phó chủ tịch mà. Thì cổ giới thiệu với em kia này, thì đùng một cái trước khi một tuần mà em bay qua bên đây thì cổ nói là vì lý do đặc biệt cho nên là họ chỉ mời em qua đây chỉ làm special guest thôi, y chang cái show ở Canada giống như em vậy đó, tức là ngồi dưới coi, ngồi dưới coi thôi, không lên sân khấu vì bất kỳ lý do gì. Cái mới nói trời có bị khùng không vậy, trời tôi ngồi xuống đây khán giả nó sao anh chiêu không lên, rồi tôi nói gì đây, nói tôi bị ho hả, tôi bị tắc tiếng hả, tôi phải nói láo hả, rồi sao đó. Tức là cái chuyện xảy ra là coi như là rồi rút cuộc em phải nói là ok, để mình giữ đời cho nhau, không có muốn thêm gì nữa, thì em mới đăng một cái status nói rằng là vì lý do là cái vấn đề mà chuyến bay ở bên Adelaide đó là bị hủy và trục trặc, cho nên là em không bay qua đây được. Mà đúng là em đã từng bị hủy vài chuyến bay đi qua Melbourne này kia, cái chuyện có thể thôi, có thể, chứ chưa có xảy ra. Cho nên là sau đó là em mới liên lạc với, mới kể cái câu chuyện đau thương như thế này cho bên Adelaide biết. Thì Adelaide nói thôi, anh cứ ở lại làm tiếp tục ngày 17-18 với tụi em. Đó, thì bắt đầu họ cũng tiếp tục trả cái công cho em ngày 17-18. Anh thấy không? Vừa có tiền, vừa vui này kia nọ nữa, cần chi phải buồn, buồn thì chắc chắn là không rồi. Đó là những em điểm. Thoáng qua rất là nhanh, nhưng mà em cảm thấy đau. Đau là tại sao chúng ta đều là tranh đấu về những cái giá trị tự do, nhân chủ, như quyền công bình, bác ái, sự thật, mà bây giờ em cũng chưa biết sự thật là tại sao là họ có những quyết định như vậy. Đó. Thì bây giờ em sẽ không nói gì hơn, em chờ họ trả lời với em. Thì em sẽ cho họ cái thời gian, và khi họ trả lời xong là em sẽ tạo cái quyết định của mình, sẽ lên cái riêng cái livestream của em, cái đài truyền hình CVN TV Canada của em sẽ nói. Tại vì cái chuyện này nó không còn đơn giản là giữa một cái nhóm với An Thi Chim nữa, mà giữa đó với những cái giá trị mà em đang tranh đấu, mọi người đang tranh đấu, là tự do, dân chủ, như quyền công bằng, bác ái, sự thật. Tại vì nếu mà họ đối xử với một người mà có lòng giống như em như vậy, bay từ bên Canada qua thì chỉ mong giúp và mang cái niềm vui cho mọi người thôi. Mà làm như vậy thì huống chi mai mốt họ còn kêu gọi ai trong cộng đồng này để làm mọi đoàn kết hay là kia nọ nữa. Thì cái chuyện đó không chắc chắn. Và em biết em đang nói những cái lời này, có nhiều người đang rất là bất mãn và nói rằng là em tiếp tay với lại Nguyễn Tức Phương, tiếp tay ông A, bà B và C để đánh phá cộng đồng. Tôi không hề đánh phá cộng đồng, bởi vì chính những người đó đang đánh phá cái uy tín của tôi. Mà may là không đánh phá được. Chứ thật sự nếu mà không có cái show bên Adelaide là coi như là em là coi như là đơ hàng luôn, có mặt cái mặt sực keo luôn á, đơ cứng luôn á. Tôi không nghĩ rằng là họ đang đánh cái uy tín của Anthony Kim, nhưng mà họ đang hạ cái uy tín của họ. Dạ đúng. Họ tình, họ em không nghĩ là họ cố ý đâu. Em không nghĩ họ cố ý đâu. Chắc chắn là như vậy. Tại vì em thấy là mọi người ở Sydney họ rất là thương em và quý em, và chính vì họ thương em quý em họ mới mời như vậy ban đầu. Và cũng xin là cảm ơn là ban tổ chức có nhã ý ban đầu như vậy. Mà không biết sao lý do mà nó xảy ra như vậy thì rất là đáng tiếc. Mà em rất là đắn đo khi mà tâm sự với anh là như vậy. Tại em biết rằng là ở đây dân chụp mũ cũng không ít. Đó. Cho nên lúc đầu tôi đã nói là những cái gì mà mình chờ cái câu trả lời của họ thì của ban tổ chức, đúng không? Mình nói cho nó hơi thành cao chút xíu là của ban tổ chức họ sẽ trả lời vì sao họ cancel. Nhưng mà nói sơ ra thì ở đây cũng có nhiều người họ không hiểu câu chuyện nó đúng như thế nào thôi. Bởi vì họ cứ hỏi em hoài và họ có cái lý do mà em nói rằng là cái chuyến bay từ bên Adelaide về đây nó không có thông, họ nói là họ không có phục cái lý do đó. Chính tôi cũng không phục. Tại vì từ lý do từ Adelaide rất là nhiều chuyến bay.
Còn nếu mà tệ lắm thì em có thể đến đây ngày 18 làm cũng được, mà nếu mà người 7 về không kịp thì ngày 18. Đó, bất cứ gì đâu, lên mình nói một câu hai câu vẫn là lên mà. Đó, thì nói chung như em nói buồn thì không, nhưng rất là đau. Và có người nói rằng cứ giống như em đi lặp lại đó, thôi bỏ qua thì dễ lắm, rất là dễ. Nhưng mà rồi lỡ mà họ lặp lại với người khác, người ta còn làm lớn chuyện hơn nữa. Chứ họ không có mà nice mà giữ đời cho nhau giống như em đâu. Nhưng người khác là lớn chuyện lắm rồi đó. Đúng rồi. Tại vì nó không riêng gì, nếu mà cái chuyện mà nó trở thành một cái tiền lệ và nó cứ tiếp tục như vậy, không riêng gì với MC, mà sau này có thể nó sẽ xảy ra cho những ca sĩ từ ở các quốc gia khác đến Úc. Dạ đúng, đúng là như vậy. Cái chuyện mà ở cancel show này kia chuyện bình thường thôi, nhưng mà cái lý do phải chính đáng. Lý do chính đáng là chính nào? Là họ cancel cả nguyên một cái chương trình, hoặc là người đó lấy cát xê rồi người ta trả không nổi, bán vé lỗ lã này kia nọ đó. Hoặc là cái ca sĩ đó đùng một cái người ta phát hiện là không cùng chung chí hướng lý tưởng, vì biết cái lý do gì thì họ có thể cancel cái chuyện đó là lý do chính đáng. Giống như em nói ban đầu đó, lý do gì? Em đang chờ. Em rất là mong cái lý do đó thật là chính đáng để em học hỏi và sửa đổi. Dạ, đang rất là nóng lòng để chờ. Rồi, thì bây giờ mọi người cũng đồng ý đành phải chờ thôi. Phải chờ thôi chứ không nói gì hơn. Tại mình nói gì hơn đôi khi họ có lý chính đáng rồi sao, rồi mình sẽ rất là tiếc rẻ những cái gì mình nói. Và cộng đồng thì đã bị đánh phá cả 20 năm vừa qua vì những lý do khác nhau rồi. Mình cũng không muốn là vô tình hay cố ý tiếp tay theo nữa. Cái miệng mình thì nói rằng là mong mọi người hòa hợp, mà mình cứ làm trái như vậy thì mình cũng là trái, cho nên là không, tuyệt đối không. Có nhiều người còn, có một vài người còn xúi em quậy cái gì. Có cái gì đâu mà quậy được cái gì. Tôi không phải là một đứa trẻ lên 2, lên 3 khóc đòi quà, hay là người ta hứa tặng quà người ta không cho rồi cái khóc lóc để đồng miếng quà. Không có. Tôi đã làm tuổi ông ngoại ông nội, thời này tôi 33 năm kinh nghiệm trên sân khấu. Tôi đã lên cái chức hiệu trưởng gốc Việt đầu tiên của Canada rồi, làm giám đốc sử dụng đầu tiên của Canada rồi, thì không có thể lý do gì mình phá hủy cái thanh danh đó của mình vậy được. Mình đâu có đòi gì đâu. Cho nên là anh thấy không, đó là những cái mà những ký ức trong nghề của mình mà mình nghĩ lại là cái này không phải lần đầu tiên nó xảy ra. Rồi có một cái cộng đồng khác nữa. Khoan, cho hỏi cái này. Dạ. Tại vì hồi nãy giờ mình chỉ nói những cái chuyện điều gì xảy ra trong vài tháng vừa qua vậy. Nhưng mà bây giờ anh Tri Chim có suy nghĩ lại, có khi nào nha, cái này mình đặt một cái thí dụ, có khi nào những cái đòi hỏi về cái sự có mặt của anh Tri Chim ở New South Wales này, ở Sydney này, nó hơi quá đáng không? Cái này nói thiệt. Dạ vâng, thứ nhất là em có đòi hỏi. Thứ nhất là họ tự mời em. Ok, quý vị biết rằng là anh Tri Chim rất là hãnh diện, từ trong 35 năm qua chưa bao giờ đi xin show và chưa bao giờ đòi ai, ép ai phải mời mình hết. Thì cho nên là đã không có thì có, không hề có chuyện mà quá đáng hay không quá đáng. Anh hiểu không? Đó. Rồi cái chuyện mà họ mời những người mà ngoài Úc tham gia chương trình hội chợ Tết thì em nghĩ trong mấy chục năm qua chắc cũng không có. Em đâu phải là người đầu tiên đâu. Em nghĩ là cũng phải có người ngoài Úc hay là ngoài tiểu bang New South Wales này tới để giúp chứ. Mình tới mình giúp chứ mình đâu có lấy hào quang của ai đi đâu. Mà vả lại đâu phải là em lần đầu tiên em đến đây là MC đâu. Em làm MC rất là nhiều chương trình tại New South Wales. Em đã kể rồi, từ ngay trong nhà hàng, rồi ngay cả cái chỗ khắp Ramata em cũng đã giúp những cái chương trình từ thiện ở đó mà gây quỹ mà. Đó, rồi cũng từng làm chung với những MC giống như MC Huyền Lưu, rồi MC Ly Vũ, đó rồi MC Cẩm Hằng vân, nhiều lắm. Đã phải là có một mình cái show em là làm tự biên, tự diễn, tự xử đâu. Cho nên là em nghĩ là hoàn toàn không. Thế nhưng anh nói là đòi, anh không hề đòi. Chắc chắn là như vậy. Và em cũng chẳng ép ai hết. Thực sự nếu mà em ép, em chơi cái trò giống như 2017 là em sẽ xuất hiện ngay đó. Và ai mà hỏi em như thế này, em nói lời exactly là ban tổ chức không cho lên sân khấu thì họ sẽ trả lời với mười mấy ngàn khán giả đó. Anh hiểu không? Nhưng em sẽ không chơi trò đó. Nó sẽ làm mất vui hết cả một cái chương trình hội chợ Tết như vậy. Cho nên là em chọn một cái phương án mà nó gọi là win-win, tức là giữ đời cho nhau. Thôi thì mình không có duyên đến đây thì mình có duyên với Adelaide. Đó, mình cứ làm ở lại ngày 17-18 với Adelaide. Mà lỡ mình không duyên Adelaide thì ngày 17-18 kia thì tôi cũng sẽ có show thôi.
Nó thật mình nói là như vậy, chứ thật sự Úc này không này, Melbourne cũng có. Không có thì tôi làm thuê về cho Wollongong, tôi làm cho Liverpool, thiệt mà. Đâu có gì đâu mà khó. Trời ơi, làm hội, làm MC cho hội chợ Tết làm gì mà kinh khủng vậy anh Nguyễn Tất Phương. Xin lỗi, trung tâm Asia là trung tâm lớn như vậy còn mời tôi làm cộng tác cái cuốn Asia 79 mà. Gì mà nghiêm trọng như vậy? Quý vị thấy không? Cho nên là mình á, giữ đời cho nhau thì đến giây phút này em vẫn giữ đời cho mọi người, và em không hề hối tiếc những gì em nói trong cái khoảng mấy chục phút vừa rồi. Bởi vì cũng mượn những cái thông tin của đài VMA lên để tâm sự với quý vị, chứ thật sự em đứng em ngồi tâm sự như em thấy vô duyên quá. Các anh ngồi chung anh hỏi này kia nó cũng đỡ. Dạ. Rồi thì bây giờ mình gác qua chuyện đó đi mà để mình chờ một cái câu trả lời. Thì bây giờ trong cái chuyến đi này của Chim á, thì bây giờ mình nói tới chuyện chơi, nãy ăn rồi. Ăn bị chơi, bây giờ chơi. Thì trong chuyến đi này có những chuyện chơi nào mà cảm thấy vui nhất? Ồ, em điều khiển các trò chơi nhân gian tại lễ hội Asia Oasis á. Tức mình mang những cái trò chơi dân gian của các nước trong cái Việt Nam của mình, là cho nhảy sạp nè, kéo co nè, rồi ngồi dành cái ghế ví dụ như vậy, đi cà kheo vân vân, nói chung là chơi u nó u rất là vui. Mà thấy những người Tây, những người Ấn Độ mà chơi chung với mình đó anh, cũng thấy rất là thú vị. Mình mang cái màu sắc Tết của mình đến với tất cả mọi người. Đó là cái món chơi, là những cái trò chơi mà chơi với họ rất là vui. Rồi mình chơi một số trò chơi trên sân khấu, chứ mình mời khán giả lên chơi chung với mình, hát hò, khiêu vũ để coi ai nhảy đẹp nhất, đại khái như vậy. Rồi mình đi ra ngoài bãi biển, gần ngay bãi biển, mình đi du xuân, tức là cũng đi chơi đó, mà ăn Tết ở ngoài biển nha quý vị, rất là may mắn. Em với ông với bà cụ ở nhà rất là tin là đầu năm á, nhất là cuối năm là trước giao thừa là tụi em phải đi tắm suối nước nóng, hay là tắm xong tắm suối rồi thì bên Canada em suối nước nóng nhiều lắm. Mà kỳ nhà ra biển là bắt buộc là khi mà tắm biển đầu năm, thì lúc đó khoảng mùng, lúc em qua thì khoảng mùng năm Tết, với khoảng mùng năm Tết thì xuống biển mình ngắm chân ngắm đồ thì là rất là may mắn. Chứ mình đi du xuân là mình đi chơi á, ngon lành ha. Lúc đó còn lạnh không? Em đâu có sợ lạnh là gì đâu, lạnh là cái gì. Em chưa lạnh giỏi lắm, biển ở Úc lạnh cỡ nào thì em cũng xuống được, nhưng mà ở Glenau biển khá là ấm so với lại những cái vùng khác. Dạ, yeah, mặc dù là không nóng như Florida hay chỗ nào, nhưng mà mọi người tắm xuống tắm rất là thoải mái. Dạ. Cái đó là cái đó là một số góc độ, góc cạnh để chơi, mà hình như là cái đó không phải là chơi cá nhân mà là trò chơi sự, của trò chơi chung. Thật sự em cũng chẳng bao giờ mà chơi cá nhân hay là tứ đủ từ hay là cái gì nha quý vị. Mình dám chơi thì những cái chơi nhân gian, là nếu mà chơi thì trong cái group có anh có em có bạn có bè, thì cái những cái sự vui chơi như vậy nó có ý nghĩa hơn. Dạ. Chứ mà nói mà vui chơi kiểu mà vô casino hay là ngồi bấm máy này kia nào thì chứ không có rồi. Dạ, mặc dù cũng đôi khi cũng thích lắm đó nha. Có ai mà cho tiền không, bỏ vô máy bấm cũng vui đó, nhưng mà em chưa bao giờ mà phải mất tiền để chơi những cái trò chơi đó, tại vì thua nhiều lắm quý vị, đừng bao giờ cờ bạc nha. Dạ. Còn nếu mà hút sách hay là kia trai gái kia nào là chắc chắn là không có rồi. Đó, cho nên nếu mà nói là chơi mà cá nhân thì chỉ có tứ đủ từ thì mới có sự cá nhân thôi. Còn tất cả còn lại thì đều là bạn bè, thân hữu. Ngay cả kể những bánh bài, thứ sắc hay là kia đó là cũng là chơi chung với nhau, cũng là chơi đó. Dạ. Yeah. Đối với Anthony Chim á, thì những cái chợ Tết mà đã từng nhìn thấy thì cái không khí mà nó gần với ở Việt Nam nhất, tức là cái không khí Tết ở hải ngoại mà gần ở Việt Nam nhất là chỗ nào? Quốc gia nào hay là tiểu bang nào? Em có vài chỗ, kính thưa quý vị. Trước tiên thì Anthony Chim xin thành kính tri ân đến tất cả ban tổ chức hội chợ Tết trên toàn thế giới. Là dù là hội chợ Tết bạn làm cho cộng đồng người Việt hay là cộng đồng các sắc tộc, thì quý vị đều gìn giữ cái nếp đẹp văn hóa châu Á của mình
và nhất là của Tết Việt cổ truyền Việt Nam thì lại càng quý hơn. Và một lần nữa Afi Chim cũng chúc mừng là ban chấp hành New South Wales cũng đã tổ chức một cái hội chỉ thích rất thành công, cũng như là ban chấp hành bên Brisbane, bên Victoria, tất cả mọi nơi World Cup trên toàn thế giới đã tổ chức rất là thành công những cái hội chỉ Tết trong những tuần lễ vừa qua. Tại không, em nói là không khí Tết giống như Việt Nam xưa đó, thì ở chùa Bát Nhã, trung tâm của Phật giáo Việt Nam, tại thành phố Cary em ở, là có không khí Tết vô cùng. Tức là chúng ngày giao thừa, là lúc nào cũng chúng em có làm lễ giao thừa hết. Và Afi Chim được hân hạnh được làm MC để có cái lễ giao thừa đó, và có tụng kinh cầu an đầu năm, hái lộc đầu năm, đầy đủ các chương trình hết. Và dù rằng là ở ngoài trời tuyết bão như thế nào, âm mấy chục độ như thế nào, thì chùa vẫn đứng ra tổ chức. Và số lượng người tới đông kinh khủng luôn, mấy ngàn người từ ở ngoài sân cho tới trong sân, mà đông lắm luôn. Và ai xong chúng tôi countdown nữa, tại vì lúc đó em là MC thì em học theo kiểu mà đếm ngược á, 10, 9, 8, mà đếm theo tiếng Anh. Rồi có đại diện các cấp chính quyền tới, hoặc là lâu mình có mời ca sĩ tới, ca sĩ nổi tiếng của cái trung tâm Isa hay Thúy Nghe rồi đó, tới để mình làm lễ giao thừa chung. Đó thì ở ngoài như thế nào, bên trong hoa mai, hoa đào, bánh chưng, bánh tét, là kèm theo một cái chợ Tết ở dưới nữa. Nói chung là rất là cái không khí Tết. Em rất là tri ân đến với cái chùa Bát Nhã Trung Tâm Phật Giáo Việt Nam Cary trong suốt 33 năm qua em sinh hoạt chung. Đó là bên trong nhà. Còn bên ngoài trời thì em rất là thích đi bên Cali, California. Cái không khí bên Cali thì nó y chang như Việt Nam vậy. Cái khí hậu đó, khí hậu, thời tiết, rồi chợ hoa, rồi chợ đêm. Đó, mà lúc đó thì em đi sau Tết, hình như mùng 2, mùng 3 thì em mới qua. Tại anh biết rằng là tại vì em lúc nào cũng là được contract trong ngoặc kép với chùa Bát Nhã, thì em không thể nào đi sớm hơn mùng 1 được. Cho nên là có một lần em qua bên Cali là chúng mùng 2, mùng 3 thì vẫn còn Tết. Dĩ nhiên rồi, rất là đông, nhiều tiết mục này kia, nó ăn Tết rất là vui bên Cali. Cho nên tức là quận Cam đó, khu Phước Lộc Thọ, cho nên bên San Jose nghe nó cũng vui lắm, em chưa có dịp qua. Thì xin mời quý vị nào muốn có không khí Tết, quý vị đâu không cần về Việt Nam, quý vị qua bên Cali đi, sẽ không hề thất vọng đâu, tức là không khí bên ngoài. Và một không khí nữa, nếu mà bên trong nhà nha, là quý vị tới khách sạn Bellagio của bên Las Vegas. Trang trí đẹp vô cùng, chỗ trang trí Tết theo cái con rồng, con phượng, tức là theo cái năm của con giáp đó. Chụp hình đẹp lắm, quý vị mặc áo dài vô chụp này kia nọ, ngày đó là quá cho người, giống như một cái lễ hội áo dài mà không hẹn mà gặp vậy đó, quá cho người mặc áo dài vô đó. Rồi cái khu gian nó cũng lớn ở bên trong khách sạn đó nữa, cho mọi người chụp, thì đó là trong khoảng không khí trong nhà đó. Thì tức là người ngoài vẫn vô hay là chỉ dành cho dạ khách không, trong người khách ngoài vẫn vô, và họ mặc đồ rất là đẹp nha quý vị. Và một cái điều là rất là đông, nhưng mà họ chụp hình một cách nghiêm túc và có nề nếp, không có chen lấn để mà chụp được một tấm hình đẹp ở đó. Họ trang trí đẹp lắm luôn, khó tả với sợ luôn. Đẹp vô cùng luôn, họ dùng hoa thật này kia đó, họ ráp lại thành những con hình con rồng, giống như năm là con rồng, hay là một con rồng rất là đẹp ngay đó. Đó là ví dụ như vậy. Thì vào là có không khí Tết, mặc dù lại ngay cái chỗ mà gọi là thành phố tội lỗi Sin City, nhưng mà lại có không khí Tết mới vui chứ. Đó, cho nên là quý vị có thể đến những không khí Tết đó. Rồi bên Cali thì có một cái chùa người Hoa, mà mọi người gọi là chùa Tàu đó, đó là chùa Tây Lai, trang trí cũng rất là đẹp. Có nhiều người mặc áo dài lên đó chụp ảnh lắm, với lại nhiều ca sĩ lên đó quay video Tết. Rồi nghe chùa Điều Ngự ở bên Cali thì họ là cái đêm mà do thừa mà đông ca sĩ nhất ở hải ngoại, là toàn là ca sĩ nổi tiếng, mấy chục người về đó hát đêm do thừa, trắng đêm do thừa luôn. Đó thì em chưa bao giờ đến đó nghe chúng đêm giao thừa hết, mà có thể là một năm, hai năm gì đó em xin phép sư ông nhà em, mà chị em qua bệnh em dự cái lễ giao thừa bên chùa Điều Ngự. Không nhất thiết là phải là MC, nhưng mà có thể là tham dự cho cũng vui. Giờ em từng ăn Tết ở Brazil bên Ba Tây đó, có một năm em qua bệnh em ăn Tết và cộng đồng bệnh rất là nhỏ. Dạ, em cũng qua bệnh em ăn Tết với cộng đồng bệnh, cho nên em chỉ còn sót lại bên cộng đồng châu Âu là em chưa được qua bệnh ăn Tết thôi đó. Bây như giờ, vậy cái Tết của Sydney đó là đã cái Tết Úc Châu thì năm nay là năm đầu tiên, năm đầu là... tiên em qua ăn Tết. Tại vì những lần khác anh Thức Phương nhớ em qua tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9 và tháng 12, tháng 11, tháng 12 đó. Rồi năm 2019 em qua chúng ngày tháng 1
Đó, đây lần đầu tiên em qua tháng 2, chúng ngay cái mùa Tết, thì em qua đến Adelaide là năm mùng 5 Tết. Đó là còn mùng 1 còn Tết, thì suốt mùng 5, mùng 6, 7, mùng 8 đã ăn 4 mùng đó đến với cộng đồng của Adelaide. Thì như rất vậy, là vui và nhiều kỷ niệm lắm. Như vậy thì cái hương vị Tết mà nãy giờ Anthony Chim kể, nào là Cali, nào là Canada, kể cả Brazil, Las Vegas, thì nếu mà so những cái không khí đó với không khí Tết ở Úc Châu thì thế nào? Em thấy cũng không có gì mà khác biệt nhiều. Tức là em quan niệm rằng ở tận trời nào cũng có xuân, trong lòng hạnh phúc đó là xuân. Mỗi người đều có xuân riêng cả, xin chúc bình an chén rượu mừng. Em đi đâu em thấy người ta hạnh phúc là em thấy đó là xuân. Chứ không cần là phải trang trí nó rừng mà người ta phải vất vả, người ta phải stress out, người ta giống như là cảm thấy bị áp lực trong cuộc sống, thì làm sao mà có xuân được, làm sao có không khí Tết được. Đó, cho nên là em không có quan niệm là là không khí xuân là phải như thế này, thế thế này. Thì em tới Adelaide, em tới Sydney thấy ai cũng vui vẻ hết, thì là có không khí Tết rồi. Và không nhất thiết là chúng mùa Tết Nguyên Đán, để em tới đây thấy sao người dân Sydney lúc nào cũng hạnh phúc hết. Và khán giả Sydney dễ thương vô cùng luôn. Em cảm ơn khán giả Sydney nhiều nhiều lắm. Đó là em thấy là những cái Tết sớm, những cái Tết muộn đã từng xảy ra như vậy. Mà kỳ này tiếc quá em không có tham dự được cái hội chợ Tết, nên không, em cũng không biết là không khí hội chợ Tết như thế nào. Thì em thấy là có sự live stream như vậy thôi, nhưng đó là những cái hình ảnh của cái không khí. Mình phải có mặt ở chỗ đó thì mình thấy được cái không khí. Thật sự ra thì tôi cũng không có cái duyên để mà tham dự hội chợ Tết ở Sydney. Tại vì trước đó thì đã có cái chợ Tết ở Liverpool. Thì chúng tôi được mời đến đó. Rồi ngày hôm sau lại là cái chợ Tết ở cái một cái hội lễ ở Wollongong. Rồi họ cũng đã mời mấy tháng trước rồi. Thành ra mình, tôi đi chuyên viết trong cái nghề là mình đã hứa với người ta mình tới là mình phải tới. Và mình làm những cái phóng sự cho người ta. Thì bắt buộc. Cho nên không có cái dịp để mà năm nay riêng đặc biệt năm nay là chúng tôi không có cái dịp. Cũng rất là tiếc ha, cũng không có duyên tới vậy. Thì hy vọng năm sau vậy, năm sau nữa thì mình cứ chia nhau mà mình đi. Ngay cả bên em cũng có hội chợ Tết của người Hoa làm. Đó thì cũng có không khí Tết riêng của họ, rồi cũng có một cái hội chợ Tết cũng giống như Liverpool làm đó, nó gọi là Winterfest, lễ hội lồng đèn kia đó, thì cũng là do chính phủ làm ngay tại tòa thị chính nhà bên em đó, thì làm trùng ngày hay là kia đó thì em thấy vui thôi. Có nhiều người nói ủa tại sao bên đây làm trùng ngày bên kia, chắc phá nhau phải không? Nói trời em thấy buồn cười quá, một cái lý luận rất là trẻ con. Thế ví dụ bây giờ mà cộng đồng của mình mà dời vào tuần sau thì nó cũng sẽ trùng với Fairfield. Đúng rồi. Anh thấy không? Cái ngày trước ngày sau cũng trùng, ngoại trừ làm trước nữa, sớm hơn nữa thì không có trùng, nhưng mà muốn tránh nhau thì trùng thôi. Tại thì vì ngay... tôi thật sự tôi thấy nếu mà dùng cái chữ là trùng để mà phá, kiểu mà trùng xô để mà phá nhau thì nó hơi thương mại quá. Với lại nó có cái giả không có thực tế. Dạ. Là như thế này, đêm giao thừa, cùng là đêm giao thừa, trong đêm giao thừa hoặc là sáng mùng 1. Mấy chục cái chùa làm. Cả trăm cái chùa luôn. Tất cả cái chùa nào cũng nhắm vào ngày đó, đêm giao thừa và sáng mùng 1 họ vẫn làm. Có ai nói là chùa này phá chùa kia đâu. Phá chùa kia đâu, thì Phật tử nào hay là quý vị quan khách nào mà có duyên với chùa nào đến chùa đó thôi. Thì ngay cả bên đây quý vị muốn đi chỗ này chỗ kia thì bên em cũng vậy. Ngay cả đêm đó, ngày đó thì bên chùa Bát Nhã vẫn làm, bên cộng đồng người Hoa vẫn làm cúng chung một ngày. Mà có ai nói ai vậy? Chung giờ luôn. Cũng chung giờ luôn. Cùng giờ luôn, có người thì vui họ chia ra, giống như tới đây 2-3 tiếng, tới kia 2-3 tiếng, họ dự được 2-3 bên luôn. Có người thôi mệt quá, họ dự bên được rồi. Hoặc là họ chia ngày ra, ngày hôm nay họ đi ngày như kia, đó là cái sự lựa chọn của mọi người. Và nếu mà họ muốn đi hết tất cả một bên thì đó là sự lựa chọn của người ta, chúng ta phải tôn trọng. Đừng nói là người này xúi đi chỗ này, người này xúi chỗ kia, rồi làm cho cái chỗ này vắng thêm, này kia nó trở xin lỗi, không mở chỗ cũng đông. Không có Nguyễn Tức Phương thì trời ơi, hội chợ nó có kém phần thành công đâu, cũng thành công rần rần vậy. Thì ông không tới thì hội chợ nó vẫn thành công thôi, mà ông tới rồi chưa chắc gì ta thành công như ý nữa. Cho nên là mình nghe những cái lời như vậy mình thấy rất là buồn cười.
Thôi thì đó là những cái câu chuyện đầu năm là mình... Coi như đây là câu chuyện đầu năm đấy ha, mình là cái đây mình gọi đặt rồi. Là câu chuyện đầu năm đi ha. Bây giờ thì chương trình cũng... Không biết anh Tuy Chim cũng nói gì trong chương trình không? Ồ thì em cũng có nhiều lời để nói lắm. Nhưng mà em nói rằng là thông qua cái chương trình này giống như là câu chuyện đầu năm, cũng như là những ký ức trong đời, những trong nghề vui buồn của MC, thì anh Tuy Chim rất là may mắn được cộng đồng Úc Châu mời đến rất là nhiều lần. À, thưa Chim xin chân thành cảm tạ những ban tổ chức của Úc Châu đã rất là ưu ái mời anh Thuy Chim mà đến nỗi có nhiều người ở Canada hoặc nước khác đấy. Ủa tại sao anh Thuy Chim ở Canada xa như vậy mà người ta vẫn mời tới Úc trình diễn? Cái mình đùa mình nói tại tôi đẹp, tôi giỏi và tôi rất là khiêm tốn, tôi dễ thương. Mà không biết người tại sao nữa, nhưng mà tức là cái duyên và cái tình cảm giữa người và người với nhau, người ta quý mình, người ta mới mời mình. Dù rằng là cái show đó lớn hay nhỏ, dù rằng cái show đó ở ngay parking lot hay ở ngoài chợ, hoặc là trong cái nhà hàng, hoặc là trong một cái đại hí viện sang trọng như thế nào, đều là quý trọng giống như nhau. Và Thuy Chim rất là tri ân những tình cảm quý báu cho quý vị. Và hy vọng rằng trong cái chương trình này, Thuy Chim có nói những lời nào mà quý vị không có hài lòng, xin mời quý vị người ta thưa bỏ qua. Mình không có ý là châm vào vô lửa hay là phá hoại cái gì hết. Thì mình hỏi là những câu chuyện đó vui buồn thì mình nói vậy thôi đó. Ai vui ai buồn thì mình cũng đành chịu. Cho nên là mình mong rằng cái năm rồng này là cái năm để người ta hàn gắn lại những cái vết thương lòng, chúng ta cùng nhau bay lên những cái khoảnh khắc thật là đẹp của tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền, để mình tôn vinh những cái giá trị đó, thay vì cứ đi cái vòng quanh quẩn cứ là chụp mũ người này, chụp mũ người kia, chụp mũ người nọ, rất là mệt và làm cho những người giống như em ở Canada cũng rất là mệt luôn. Ở Canada mà chuyện về Úc em cũng biết hết mà vui chứ. Giống như đại CNN em mà em đâu có giải quyết được cái gì, em cũng không thể theo phe ông Nguyễn Tất Phương hoặc là theo phe của một người E chứ. Em có ý kiến riêng của em. Đó, ông Phương sai thì em nói ông Phương sai thôi, này kia nọ. Mình đâu có mà theo cái bất cứ cái phe nào. Đó, cho nên là đôi khi mình ngồi chính giữa cũng thấy rất là đau lòng. Mà được một cái là em ở đây ai cũng thương em, cho nên ai gọi là phe hay cái chữ viên hoặc kép phe nào mình cũng ok hết. Nhưng mà phe nào cũng nghe răng cười. Thôi bây giờ các phe cứ ngồi lại trong một thời gian đi ha. Em cũng chẳng giao cầu chúc gì hơn, thì em cũng mong rằng là khi mà trở lại Úc Châu vào tháng 10 sắp tới thì cộng đồng chúng ta sẽ có những điều phát triển đoàn kết nhiều hơn. Dạ rồi tháng 12 có hy vọng trở lại, nên em tự ở lúc 3 lần đó. Có 2 show tháng 10, tháng 12 rồi đó. Như vậy thì cũng thay mặt khán thính giả của VMA, qua những lời chúc, cảm ơn anh Tuyên Chim qua những lời chúc vừa rồi đầu năm, thì bây giờ cũng thay mặt với khán giả mình cùng ly và do cái này Coca nha, Coca không phải rượu nha. Thank you quý vị. Dạ. Happy Lunar New Year. Happy Lunar New Year. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới, năm Nhâm Thìn 2024. Yeah.